Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách cài video trên TikTok làm hình nền cho điện thoại nhìn cực đẹp. Thì đây, chính là kiểu như này. Mình cho các bạn xem. Đấy, thì đây là cái hình nền trên chiếc điện thoại mình này. Đấy, bình thường nó tĩnh như này. Bây giờ mình cầm tay mình ấn nó vào đây như này thì nó sẽ chuyển động như này. Đấy. Nhìn rất hay. Thì để làm nó như nào, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Thì đầu tiên này, các bạn sẽ truy cập vào TikTok này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ nhìn đây, ở đây có cái phần có cái chữ khám phá. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào đấy. Rồi sau đó các bạn nhìn lên cái phần bên trên này, ở cái mục tìm kiếm. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào, các bạn nhập cho mình từ tìm kiếm là hình nền động nhá. Sau đó các bạn sẽ kéo lui lên trên cho mình. Thì ở dưới này nó sẽ xuất hiện rất nhiều các kiểu hình nền động. Đấy. Thực ra đây nó chính là cái video. Đấy, để sau này mình sẽ tiến hành mình cài làm hình nền động. Đây mình sẽ ấn vào cho các bạn xem thử nhá. Đấy. Nhìn rất đẹp. Đấy, hay là cái kiểu ở dưới này. Đấy. Rất nhiều kiểu hay. Đấy, sắp hay sắp đến Trung Thu thì các bạn có thể cài cái hình này cũng được này. Đấy. Ánh trăng. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn một cái mình sẽ cài cho các bạn xem nhé. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ chọn ngay đi. Mình sẽ ấn vào đây. Đấy. Chứ điện thoại có hiệu ứng chuyển động rồi, nhìn rất đẹp. Thì để cài được cái hình lần này, bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái mũi tên. Đây, mũi tên bên cạnh nhé. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhìn đây, ở đây có các mục. Thì bình thường thì các bạn sẽ ấn vào phần lưu video này. Nhưng mà để cài làm cái hình nền động này, thì bây giờ các bạn sẽ phải ấn vào cái phần có chữ like photo của cho mình nhé. Rồi, như vậy nó được lưu vào cái phần thư viện ảnh và video trên điện thoại. Giờ mình sẽ vào mình kiểm tra và sau đó mình sẽ cài hình nền cho các bạn xem. Đây. Đấy, cái hình nền đây mình đã tải nó về đây rồi. Tiếp theo, bây giờ các bạn sẽ ấn nó vào cái mũi tên ở dưới nhá. Ở bên trái thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo luôn trên cho mình lên. Tiếp theo các bạn sẽ ấn nó vào cái phần dùng làm hình nền này. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn nó vào đây nhá, ở đây có cái mục này, nó có cái biểu tượng live photo đang bị tắt này nhá. Bây giờ các bạn sẽ ấn vào đây. Các bạn bật lên này đã. Đấy. Thì sau khi bật lên thì nó sẽ chuyển động như này. Đấy, các bạn chạm tay vào nó sẽ chuyển động như này. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn nó vào cái phần có chữ thiết lập đây. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ ấn vào cái phần có chữ đặt màn hình khóa cho mình. Rồi, như vậy là xong. Đấy, bây giờ mình sẽ thoát ra mình kiểm tra lại cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy, hình này này. Đấy, đang tĩnh này, bây giờ cầm tay ấn vào nó sẽ chuyển động này. Nhìn rất đẹp. Rồi, ok, như vậy là mình chia sẻ cho các bạn xong nội dung của video này. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.